Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trung Trần Mô Tô, Trung Mô Tô 88, kênh chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe chạy lướt hoàn hảo, nhập khẩu hải quan chính ngạch, xe chạy rất ít và gọi là gần như là like new nha mọi người. Đó, và đặc biệt là chỉ bán những xe mà sang tên toàn quốc được. Đó, và bên cạnh đó thì còn là một nơi rất là uy tín về làm bằng, gắn liền với anh em đam mê phân khối lớn suốt 8 năm nay ha. Đó, nếu mà nhắc tới Trung Trần Mô Tô thì mọi người nhắc đến một việc dùm chung là không ra bằng là trả tiền nha mọi người. Cam kết không ra bằng là trả tiền. A1 thì thi vào chủ nhật hàng tuần, A2 thì một tháng có 3 tới 4 khóa thi ha. Còn B, các hạng B ô tô thì xin liên hệ trực tiếp với Trung ha, qua số điện thoại 0932 111 288, hoặc có nhu cầu trao đổi về mua bán về xe phân khối lớn gì đó, mọi người cũng trao đổi với Trung qua số điện thoại đó ha, hoặc là xem thêm tại website laxit.com.vn hoặc là trungmoto88.com nha mọi người. Rồi, kính chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc, làm việc tràn đầy năng lượng, mua mai bán đắt, may mắn. Đi tiếp theo vào hôm nay thì cũng không có xa lạ gì ha, mọi người cứ nhìn đi, đây sắc đỏ màu cherry ha, rất thích hợp với cái mùa Giáng sinh này khi anh em rước con xe này về đi chơi đó, còn kịp nha mọi người, rước về đi chơi Giáng sinh rất là thích hợp. Rồi thì chung vào cái lịch sử của em trước, đây là em CB650R DES 2021. Chung nhấn mạnh là chính xác là DES 2021 ha. Đó, chứ không phải là DES thấp 29 2020 mà bán gọi là 2021. Đây, cái này là DES 2021, nhập khẩu hải quan chính ngạch, biển số thành phố Hồ Chí Minh, thuế rút nhập toàn quốc 1%. Đó, mình nói lại cái khúc này cái là biển số thành phố Hồ Chí Minh 59A3 nó sẽ khác biệt với những cái biển số mà anh em mua nhầm, nếu không biết mua nhầm biển số huyện hay thị xã gì đó thì về phải đóng thuế là 5% và tốn thêm cái biển Sài Gòn là 4 triệu nữa thì tính ra là 10 mười mấy triệu, đó là an mạng ha. Đó, thì mình mua được biển số thành phố Hồ Chí Minh là rất có giá trị và đỡ tốn tiền nhất ha mọi người. Đây, chung nói qua cái phân biệt DES 2021 DES 2022, mình nhìn bề ngoài nó cũng rất là dễ nha mọi người. Đó. Cái phân biệt trước là cặp bánh nó không phải là cặp cặp lớp mesh seller nữa. Đây bên đây. Cặp bánh này chung rửa xe hồi hôm qua rất là sạch rồi ha, rửa chà rất là sạch rồi, nhưng mà bắt buộc hôm nay không quay ở nhà, chạy ra công viên quay thì lăn bánh nó bị dơ thôi. Đây mọi người thấy nha. Xe này là hiện là 4.600, đúng chính xác là 4.600, vạch sang sơn đỏ và xanh còn luôn nha mọi người. Đó. Chứ không phải là nói xe 4.000 mà quay lên là mất tiêu này. Còn cái lường mấy cái sọc ở giữa luôn nè. Đó. Nhưng mà chạy dơ thôi. Đó là 2021 là cặp bánh Dunlop nha, chứ không phải là cặp bánh Metzeler. Rồi, tiếp theo nhận biết là đây. Cái đuôi. Đó, cái đuôi thì nó sẽ có những cái mang cá. Và cái đuôi là đuôi nhôm nha mọi người ha. Đó, đuôi là nó có cái thanh nhôm ha. Đuôi là nó có cái thanh nhôm. Và tiếp theo nhìn dễ nữa là cái này nè, cái ốp tay dắt bên đây nè, nó là một khối liền. Chứ còn cái đời kia thì ở đây nó sẽ có cái khứa nó nằm rời đó, nếu mà mọi người để ý thì nhận biết là nó sẽ ra thôi ha. Rồi và thêm nữa là phuộc này là phuộc nó to hơn đó, và khác cái chữ ghi ở đây ha. Đó, phuộc nó to hơn cái phuộc đời 2020 với 2019. Đây, còn cụ thể thông tin. Con này là biển số thành phố Hồ Chí Minh, thuế 1%, ô đô lướt đi được 4.600 ha. Rồi, còn về đồ zin, mọi thứ. Đây. Mọi thứ, đây full đủ hai chìa. Cặp kính zin đầy đủ. Cái yên zin này chúng để ở nhà rồi nha mọi người. Yên zin là để ở nhà. Đó. Một chút chung sẽ nói về cái yên này là yên chung mua thêm, tại vì chung thích yên solo nên những con 650 nào chung cũng mua thêm hết. Đó. Sổ sách hướng dẫn, catalog đầy đủ, thẻ cứu hộ ha, thẻ cứu hộ, rồi hợp đồ nghề đó còn đầy đủ, và bảo hành, chế độ bảo hành hãng 2 năm
ha, chế độ bảo hành hãng 2 năm còn đầy đủ. Bên cạnh đó là ngoài bảo hành hãng 2 năm thì chung còn bảo hành tại cửa hàng 3 tháng cho mọi người ha. Đó, không có xe cũ nào mà giá bảo hành đâu nha mọi người. Nhưng mà cái này là chung giá bảo hành luôn. Và chiếc xe này khi mọi người mua có nhu cầu đem ra hãng. Đó, để check, để kiểm tra. Ok thì mới lấy. Đó là bao luôn nha mọi người. Check hãng thoải mái. Check hãng thoải mái ha. Rồi, và khi mua con xe này chung bán với giá rất là tốt, mọi người cứ cân xứng. Đó là chung bán chỉ với giá là 229 triệu ha. Nhưng mà khi mọi người qua tới nhà, chung sẽ còn fix thêm lọc lá để cho mọi người vui vẻ, thiện chí. Với tiêu chí là như vậy ha. Đó, và kèm theo là còn tặng cho mọi người bộ quà 5 món. Đó, 5 món quà. Đó là cái thứ nhất đây, cái nón này. À, cái nón này là chung nhập về để tặng cho những người mua xe đó, cái nón này đó, nón này nha mọi người đó. Thì nón này có màu xám nè, màu đen nhám và màu đen bóng đó, mọi người anh em tha hồ lựa chọn ha. Đó, cái tiếp theo là chung tặng cái yên solo đó, cái yên này chung cũng mua hết một 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 triệu mấy nha mọi người đó. Mua thêm chứ không có yên zin thì còn ở ngoài đó, mua thêm để tặng. Rồi, món thứ ba là móc khóa xinh xắn ha. Đó, món thứ tư là cái bao tay. Cái bao tay Daytona để ở nhà đây, không có ở đây đó, để có gì về mình sẽ lồng ghép vô ha. Ủa rồi, nói cái gì nó quên mất tiêu rồi ta anh. Món thứ năm nữa là chung sẽ tặng cho mọi người một cái ba ga nha. Ba ga đó để rời, ai cần thì mình lắp cái ba ga vô để mình đi phượt hay như thế nào đó, mình chở một bạn bạn của mình ngồi ở đây rồi thì dư ra cái ba ga để mình gàn cái ba lô ha. Đó, chung sẽ tặng thêm một cái ba ga nữa nha. Đó, ba ga đó cũng trị giá một một triệu mấy á. Rồi, đó là sẽ tặng luôn là 5 món ha, 5 món quà thì chỉ với giá là 229 triệu. Còn phích lọc lá thì mọi người nên cân xứng một con xe mới chạy lướt đúng 4.000 mấy thôi. Bao check hãng thoải mái và tiết kiệm hơn được so với đi mua xe thùng, xe hãng phải đặt cọc hay phải chờ. Bây giờ là hết xe cho mọi người. Đó, tiết kiệm hơn được mấy chục triệu. Thì dư ra mấy chục triệu đó mọi người có thể để dành mua quà cho vợ con hay là mua sắm thêm những cái gì cần thiết cho mình. Đó, hoặc là mình để dành thêm một mấy chục triệu đó về mình lên thêm đồ chơi nè, bô rồi thêm những cái gì tay đồ chơi gì đó. Đó, nó rất là ok, còn hơn là mình đập tiền một lúc mình mua xe thùng. Thì hai cái nó không có khác nhau gì hết, hai cái nó không có khác nhau gì hết nha mọi người, thì nó không có khác nhau gì hết đó. Nhưng mà nó chỉ như vậy nè, mình sẽ rất là tiếc, bởi vì khi mua một con xe mô tô nào nó là tiêu sản nha mọi người, đi bán lại thì cũng phải lỗ thôi đó. Thí dụ mình mua xe kia mắc hơn mấy chục triệu bán lại cũng giá đó, thì thôi mình mua con xe lướt chỉ với giá như vậy bán lại nó cũng đỡ lỗ hơn nhiều đó. Thì anh em cân xứng. Và bây giờ là Chung sẽ tiếp theo đi để nói về cái con xe lướt này như thế nào gọi là xe lướt nha. Đó, rất đủ nè, trên đây màn hình đó anh chủ đi rất kỹ, đã dán BBF nha, bảo vệ sẵn cho mình luôn. Rồi, còn mọi người cứ nhìn về ghi đông, nếu mà mọi người đi xem những bất cứ con xe nào nếu nhớ nên để ý nè. Đó, cứ nhìn nè, bốn cái nút này còn y nguyên, trên đây không có dấu chày mở gì hết và ghi đông còn rất mới nè. Ghi đông đó, nhìn kỹ vô luôn nha. Hết cây ghi đông còn rất mới, không có vết chày nhỏ 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 luôn, là vì tháo ra tháo vô lắp đồ chơi gì tùm lum tá lả. Rồi, cùm công tắc nè. Đó, còn cái vệt sơn của hãng luôn, đó không có tháo ra tháo vô. Đó, đây cái cùm công tắc không chày chỗ còn rất mới. Bao tay đây, bao tay cũng còn rất mới, không có bị nhão, không có bị gì hết. Đây, ốc cổ nắp cao su chưa mở đó, và con ốc còn rất sắc cạnh và bóng bẩy, màu inox rất mới ha. Đến nỗi cái chìa mà còn dán mã số lên nè, mọi người thấy không? Đó, rồi nhìn qua cái tay ha, tay cũng còn mới tinh nha mọi người. Cặp tay ha, hai bên cặp tay còn mới tinh sáng bóng. Ốc nè, ốc chản ba này nọ còn những vết sơn của hãng luôn nè.
Đây, dung chỉ, thấy chưa? Đó, rất kỹ luôn. Nó là xe lướt, bởi vậy mình mua xe thùng chi cho tốn thêm mấy chục triệu. Rồi, anh cho coi vô cổ nè. Mọi người thấy không? Ốc cổ không mở luôn nè, không? Đó, mới tinh. Đó, tem, tem trên sườn còn yên nguyên nha. Đây, dây điện cũng còn mới tinh. Rồi. Đó, dĩa nè mọi người, dĩa đúng 4.000. Dĩa đúng 4.000 ha, mới tinh nè. Mắt mèo còn luôn nè. Đó, đúng đời 2021. Rồi qua cổ đây mọi người xem. Đó, ốc cũng vậy nè. Phuộc chẳng ba đâu có mở ha. Rồi. Đây, ốc cổ cũng còn mới tinh. Bán đúng đề nào nói đề đó nha. Chỉ cho mọi người coi luôn là cái đó hình thức ở ngoài 2021. Đó, đây, tem vin còn đầy đủ, đúng đời 2021 nha mọi người. Rồi, đó, mọi người thấy chưa? Cả số khung số máy rất là ít, nên những cái này là vạch sơn này còn y nguyên nè, sơn xanh sơn vàng còn rất là nhiều đó. Tem logo không chày không chóc, nguyên cục máy zin này nha mọi người. Đó, máy zin nè, mọi người nhìn kỹ ha, rất là mới. Dưới đây là không có té, không có dặm tuốt gì hết nha. Đó, mọi người đi coi cẩn thận, không té không dặm tuốt. Ốc nè còn sáng láng, rất còn sáng láng. Cổ bô còn mới tinh ha. Đó, cổ bô thì còn bốn bốn cổ bô mà mới tinh nè. Rồi, sườn mới ha, rất là mới. Gác chân đây bô zin mới tinh, không lắp bô bậy bạ đó, hai bên không té ngã còn y nguyên cái này zin ha. Đó, những con ốc nè còn những cái vệt sơn quẹt của hãng ha. Đó, trong đây cũng vậy nè, xanh 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 vàng, gấp mới tinh ha mọi người. Đó, phuộc nè, coi cái phuộc mới tinh ha, phuộc mới tinh nha mọi người. Đó, em đưa cái tay em vô em chà luôn nè. Đó, những con ốc phuộc nè, còn vệt sơn hãng màu trắng luôn, rất là mới. Rồi, cục máy bên đây cũng vậy nè mọi người thấy ha. Đó, mọi người thấy không, rất là mới. Ốc nè, dưới đây cũng không chày một miếng nào luôn nha. Nha, mới tinh. Có nhiều xe là bị ngã đổ nó chày nè, ốc còn những vết sơn, ốc rất mới, mọi thứ còn rất mới mọi người. Đó, gác chân bên này cũng vậy còn yên nguyên. Đó, thì một con xe lướt này mình nên cân xứng không? Đó, cân đối đây, những cái tem trên cặp te là còn đầy đủ ha. Rồi thì xe nó có gắn thêm là cái bên bên nâng sau gù nè. Đó, gù nâng gấp sau, mình thấy không? Đó, tiếp theo là chống đổ thân ha. Rồi đó, gắn những cái gì cơ bản để bảo vệ chiếc xe đó. Rồi yên solo, yên solo đấy, một con xe 229 triệu, bảo hành hãng 2 năm, bảo hành cửa hàng 3 tháng ha, hỗ trợ tất cả về chuyển đó, giao tận nhà đó, hỗ trợ bằng A2, có mặt làm theo chung hướng dẫn là 100% là có bằng. Rồi hỗ trợ trả góp lãi suất 0% đó, hoặc là trả qua thẻ tín dụng, cà thẻ Mbot, thoải mái ha mọi người. Đó, nếu mà mọi người không có tiền mặt, mọi người muốn trả qua trả góp hay là trả qua thẻ là đều có hết. Đó, có tất cả mọi thứ luôn. Rồi muốn trao đổi xe, trên xe trao đổi giữa con này với xe khác cũng được luôn nha mọi người. Đó, quay đầu bao, quay đầu mọi thứ là ok hết, sẵn sàng ok hết cho mọi người. Thì mọi người cân xứng một con xe lướt 2021 giá 229 triệu. Đó, tiết kiệm được mấy chục triệu nha mọi người. Màu đỏ cherry ha. Rước về nhà chơi Noel luôn. Rất là đẹp. À, mọi người cứ xem chi tiết nha, chung lên ngồi thử cho mọi người coi. Đây. Tặng luôn cái nón nè mọi người. À, rất là ok. Con xe rất là mới tinh, không có gì bàn cãi. Nổ máy thử. Bấm nhẹ một phát là lên nè mọi người. Đó. Đó,
Và cái đặc biệt là Trung nói qua con xe này Trung đã chạy thì cục máy nó rất là êm vọt nha mọi người, nó không có bị lì. Nếu mà mọi người có để ý đi, có một số xe nếu mà mình là nó chạy 4.000 mấy là đúng là cái máy nó đã vận hành trơn tru rồi đó. Đó, chứ xe mà chạy ít cũng không được, chạy nhiều thì nó cũng không ngon. Đó, thì tóm lại cái quá trình vận hành nó đang là rất là ok, hoàn hảo nhất. Qua côn số nè, côn nhẹ hiều, mình bóp vào một ngón luôn nè. Đó, số thì qua cũng rất là nhẹ, máy rất là êm ha, lăn rất là đều. Đó, và khá vọt và mạnh, không có bị lì máy. Tóm lại là số nào là cũng có chạy qua hết rồi ha, chứ không có chạy một số hoặc là cứ rị âm côn hoài ha. Đó rồi, ok. Mọi người cần thêm chi tiết gì về xe xin trao đổi trực tiếp với Trung qua số điện thoại 0932111288 hoặc là xem xe trực tiếp tại nhà tại địa chỉ 13/24 đường Trần Kế Sương, phường 3, quận Bình Thạnh nha mọi người. Rồi, ok. Nếu mọi người xem hay thì hoặc là thấy bổ ích cho cái việc mua xe lướt của mình, hoặc là chưa có mua xe cũng được, xem qua mà cảm thấy ok, Trung nói những gì thiết thực nhất về chiếc xe, không có hoa mỹ, không có review xe luôn. Đó, chỉ nói về chiếc xe mà sản phẩm Trung muốn bán để mọi người cân xứng. Đó, thì xin mọi người hãy đăng ký kênh Trung hoặc là follow để xem những cái chiếc xe sau một cách nhanh nhất nha mọi người. Hoặc là để lại những comment ở dưới clip, Trung sẽ trả lời cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem clip rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.